kê túi ta ví dụ. Mà đâu phải là bởi thế em tùy theo em tùy cái gì mà em đã xác định gì ra sẽ giới mà phải đã bây giờ em thi tuyển chốc á định thi đưa hàng cho và định lực thôi vì kiểu chốc hàng công cần gì về sắc thải mà chỉ về những việc tương tiện cho mày chứ không về sắc thải của mình